có nhiều cây ra nó bán được ngon, mày rõ còn cây nhỏ không đúng không? Thôi nó anh nó không phổ biến. Thưa các bạn, bằng tình yêu với cây dừa, một chàng trai từ miền Tây lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp đã tìm ra cách làm tăng giá trị của loài cây phổ biến đã gắn bó bao đời với người dân Việt Nam. Từ những quả dừa khô bị bỏ đi, anh Đinh Ngọc Hiếu đã thu gom lại và tạo ra những chậu bonsai dừa lạ mắt thu hút khách hàng trong dịp Tết Canh Tí 2020. Ghé thăm căn nhà của anh Hiếu ở Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, ta có thể đã mắt ngắm nhìn và tìm hiểu về nghệ thuật bonsai dừa mới lạ do anh và những người yêu dừa đang tạo ra. Từ những trái dừa khô sau một thời gian chăm sóc nảy mầm trở thành sản phẩm cây cảnh độc đáo để trưng trong nhà, tạo một không gian gần gũi với thiên nhiên và đồng quê. Ta có thể bắt gặp những cặp dừa vàng có 102, cây dừa là mặc siêu dù nhỏ, nhỏ như vậy nhưng mà khó phải kiếm có thể cái tìm trái thấy thật ở là Việt Nam. Những đúng cây rồi. Dừa nhiều đọt, có rất nhiều cây có dừa. Cây dừa 4 đọt hiếm gặp, thu hút bởi sự mới mẻ, còn có dừa bonsai chuột tài lộc hiện đang là sản phẩm được nhiều khách hàng săn đón tìm mua, có giá từ 500 cho đến 4 triệu đồng một chậu. Cùng trò chuyện với anh Hiếu để hiểu thêm bằng cách nào anh có thể làm ra được những sản phẩm độc đáo như vậy. Phẩm dừa bonsai này là nó như thế nào ấy? Bắt đầu em có lấy hình ảnh không hay là chỉ nghe thôi? Thì anh kể lại đi xong tí đó em lấy hình ảnh một kia cũng được. Thì từ một cái dừa khô sau khi mình đem về mình lột vỏ nó ra rồi mình ôm, còn cái lột vỏ mình phải chừa lại một cái núm ở trên đây chút xíu nè để cho nó giữ ẩm, nó mau ra hơn. Bình thường mình lột hết cũng được, nó sẽ ra mà nó rất là lâu, nó chậm lắm. Ra đó xong rồi mình trồng với nước cũng được, hoặc là mình trồng với lại cái độ xốp có độ ẩm là được. Yêu cầu có độ ẩm thì nó sẽ lúc đầu nó sẽ rất là nhanh lên. Thì thời gian mà nó lên như một cái dừa bình thường mà nó lên đủ khoảng chừng 4 lá thì nó mất khoảng 3 tháng đến 4 tháng tùy theo cái điều kiện dinh dưỡng nó thôi. Rồi sau đó khi mà nó lên đủ lá giống như vậy nó nhiều á, bắt đầu mình mới tạo dáng giữ lá cho nó. Giữ cho cái lá nó ngắn lại vậy nè. Bằng cách là mình rọc yếm. Rồi sau đó hồi nãy quên nói cái vụ nữa, thêm một cái phần nữa là lột vỏ xong mình đánh bóng luôn. Lúc đầu mình không biết mình cứ lột vỏ này ôm không sao, này nó lên nó ra rễ thì mình đánh bóng, cái này mình làm nhẵn về mặt nó rất là khó. Nên là lúc đầu tiên mình nên là lột vỏ ra là mình làm luôn, làm sạch bóng gáo luôn, làm sạch gáo khô giống luôn. Để chi sau này mình xong xuôi hết mình hoàn thiện, mình chỉ lấy đồ mình sơn BU lên hoặc là sơn màu lên nó sẽ dễ bề mặt nó nhẵn bóng. Rồi khi mà nó lên á, lúc đầu rễ nó trùm đất lên cỡ này đúng không, thời gian sau là mình phải đôn rễ lên từ từ bằng cách là nếu mình trồng trong cái chậu thấp á thì mình phải nâng lên để cho thêm đất dưới, cho rễ nó từ dưới nó đôn lên cao. Tùy cái độ rễ cao hay thấp là do mình thích thôi. Giống như cây này thì mình cứ lên cỡ này là nó vừa, đừng có lên cao quá thì mốc nó không có giữ được cái gáo này nè. Nó chơi thời gian khoảng 3 năm là tự động theo tự nhiên là cái gáo với cái thân nó sẽ rời xa nhau thôi. Nhưng mình lựa những cái thế như thế này nè, ví dụ như sau này 3 năm đúng không, tới giống giai đoạn mà nó gần xúc nó, mình chỉ cần gì mình có cái đôn hay mình giữ nó thì nó mặc dù nó rời ra rồi nhưng mà nó vẫn nằm đây hoài luôn, thì người chơi cây dừa nó vẫn còn y chang vậy, nó không bị mất. Còn những cái dáng giống như dáng này nè rất là dễ rớt, rớt luôn, chắc nó sẽ rớt đủ thời gian, nó chín mùi là cái này nó sẽ rụng ra. Yeah. Theo tự nhiên nó sẽ rụng ra, thì mình chọn những cái dáng thế như dáng này thì cứ chơi thôi, tại vì mình có thị trường người ta thích những cái kiểu mà dạng mà chu đích ra vậy thì mình cứ cho nó chu đích thôi. Rồi tới cái bộ lá thì khoảng 10 ngày mình sẽ rọc yếm nó một lần. Rọc yếm là rọc những cái chỗ này nè, giống như nãy giờ mình làm rọc yếm nó cho nó bẹ cho cái lá nó hở ra, chứ còn không nữa thì lá nó khi mình nó bóp lại nó rất là dài, lá nó dài thì nó xấu. Bonsai thì cái tiêu chuẩn của họ là thích cái tông mà dừa nó thấp nè, lá ngắn nhỏ và xoắn lại. Xoắn thì bằng cách thì mỗi ngày mình chăm sóc cho mình sẽ uống, thì cứ làm mỗi ngày uống chút. Thì bây giờ nhiều quá mình uống không kịp, hàng Tết uống không kịp. Chứ cái này uống xong sẽ đẹp lắm, lá nó cong nó xoắn này. Như cái này có uống nè, thấy không, lá này nó quéo lại nè. Mấy cái này có uống lá quéo nè, còn cái này mình cắt không kịp lá bị dài nè. Rập yếm không kịp lá nó dài hòn, nó bị phá thế, nó xấu. Con này có uống nè,
lá thì đẹp hơn. Đúng rồi, cong thì nó cong nó xòe uống. Cầm nhiều quá thì mình không làm được. Còn nếu mà người chơi bình thường là tầm khoảng 30 cây đổ lại là họ sẽ chăm cây dừa rất là tốt. Cái này thì không có quá khó mà cũng không quá dễ, chỉ cần có đam mê là chơi được hết. Mê là ngày nào cũng vậy, phải nhìn nó một cái vô bẻ này bẻ kia ôm yếm ra. Ngày xưa trước khi chơi về bonsai dừa thì anh chơi loại bonsai này không? Gia đình anh này đó là có lúc nhỏ là ở đây là đất còn rộng là chơi trồng mai xong rồi chơi ba anh là làm cây kiểng, buôn bán cây kiểng, thành ra trong mình có cái máu sẵn, cứ ngày nào cũng nghe ông nói về cây kiểng ở đó. Lúc đó là cây kiểng cũng làm kinh tế gia đình đó, làm nhà hồi xưa làm cái nhà cũ là cũng nhờ mai với lại cây kiểng không. Tết giờ này là chuẩn bị là mai đầy luôn rồi ra đường bán. Rồi anh bán cây kiểng từ năm lúc đó chắc 11-12 tuổi, rồi tới năm đại học là năm 1999 là nghỉ luôn, không có bán nữa. Lúc đó cái thời bán mai nó bán chậm không bán nữa. Rồi ba anh chuyển nghề sang kinh doanh nhà trọ, lúc đó là chuyển sang kinh doanh cây bê tông chứ không có kinh doanh cây gỗ nữa. Tự nhiên không đâu bén duyên đi, anh đi làm công ty làm bên phân bón đó mười mấy năm, xong rồi cưới vợ về đây. Cái lúc có con nhỏ cái đầu không đi làm phân bón tại đi xa quá, ở nhà buồn không làm gì nè, đi tự không có đi mò bén duyên với cái thằng này, vô cái mò chơi miết tới giờ. Rồi ai biết đâu tự nhiên không báo đài liên hệ với mình, chứ mình đâu có ấy. Mấy người kia nó tưởng đâu mình bỏ tiền ra mình thuê. Thế mày biết 3 phút của người ta biết bao nhiêu tiền không? Cái này gọi là hữu xạ tự nhiên hương. Tự động nó tìm tới nhiều lắm. Mày báo ban đầu tiên là báo soha.vn. Là họ liên hệ là ở ngoài Bắc, cho nên là Nguyễn Hương á là chỉ xin nội dung với hình ảnh thôi mà. Hỏi anh cũng giống như tụi em hỏi về quy trình mà sản xuất là sao đó, rồi anh đưa thông tin, anh viết bài luôn, anh đánh máy anh gửi cho hắn, nói vậy quá tốt, em khỏi phải lọc lại nữa, đỡ phải ghi âm anh luôn, xong có đăng bài lên. Cái ông sau nó là tới ông báo Dân Trí, là mấy ngày sau là Điền Quân điện thoại xuống nè, quay phim mà đưa báo đài là Điền Quân là đầu tiên. Thân dừa xuống anh hay là ông nào xuống? Điền Quân mất tiêu tên, không cử nhân viên xuống. Thương dừa xuống là vui rồi, Thương dừa xuống hỏi cho mình làm YouTube mình sao là kéo cho mình lên khúc. Rồi xong đó cái là ngày buổi sáng đó là buổi chiều là tới báo VN Express xuống quay. VN Express là chỗ Minh Nhật đưa bài đó, bài cũng quá trời view luôn. Ăn quảng cáo hơi bị ngon luôn á, quá trời view luôn. Hôm nay chắc cả 100,000 lượt view rồi đó, hơn rồi đó. Thời báo mà đưa lên nổi mà. Rồi còn khúc sau thì nhiều lắm, quá chừng tùm lum hết, báo mà báo ấy. Tới nữa là lát nữa là xong rồi tới HTV thời sự đó. Nguyễn Tấn Hoàng thứ ba này xuống lần nữa. Biết quay bị thiếu gì á, rồi xong rồi về biên soạn kêu ra để thứ ba xuống quay lần nữa. Này chắc liên quan tới dừa. Alo. Alo. Bên riêng là tiết kiệm qua lấy hàng chỗ đường hẻm 479 á anh ơi. Tự mở ngay cửa luôn, em đây lấy hàng cho Minh giao hàng tiết kiệm giùm kìa. Anh đứng trước cửa giùm. Đúng rồi. Anh đứng trước cửa. Đứng trước cửa. Cứ nói có ngay cây dừa cổng ngõ là họ biết. mấy bạn kia tự động tới đây cái là đi mò mò là vô ngay cổng mình luôn à. Tại mấy ngày kia có khách á mình để cửa. Rồi hôm qua là ba hôm kia nữa là báo Tuổi Trẻ xuống, cũng hai bạn kia xuống báo giấy cái sáng mai xuống. Chú mời nó nói em sáng mai nó xuống. Đáng lẽ là thứ tư nhưng mà sáng mai là tính xuống là xuống để quay luôn cái vụ vẽ dừa thư pháp này nè. Dừa thư pháp mà không biết rồi, chắc là hàng năm nó có nhiều cho nên là thấy ít quay. Mai cũng quay vẽ vườn pháp luôn. Mai có họa sĩ vừa hỏi nó làm, chưa có làm cái bức vẽ họa sĩ. Mai cho quay hình cái clip vẽ luôn, một đưa tin xíu cũng tại vẽ luôn hay. Anh ngoài biết sao không? Tại vì
mình được phỏng vấn với lại hỏi nhiều quá, cho nên mình thống kê được có những cái chuyện mà những người xem được ta thích xem cái chỗ nào á. Hôm qua mình cũng bổ nhưng mà là anh tôi đã đến tới anh đủ hàng cung cấp không? Hàng bonsai thì còn nhiều, còn hình cái đầu thì giờ hình thú này là sợ làm là không kịp. Bởi giờ cỡ trăm con đổ lại thì còn ráng được, còn nhiều hơn là làm ẩu quá, nó mất uy tín. Đúng rồi. Làm nó không có rồi, rồi chuyển sang chơi cái dừa không, hoặc là muốn vẽ gì đó vẽ lên nó dễ. Anh chung gửi tiền này luôn mới không quên em gì. Rồi ok, cái này mình sao? Ok, cái này 600.000. Thôi con đấm lưng cho ba hả? Cảm ơn nha. Thương ba chứ à. Đấm lưng. Anh xin lỗi, tên gì? À, tên Hiếu, tên Hiếu. Cảm ơn. À xe anh đậu ngoài hả? Không, để đặt ráp. À. Mày nghỉ phép, bị bệnh, bị mất thanh, mất thanh quản. Kỹ dễ sợ, xuống lựa cho vừa là phải chạy xuống coi hình nữa mới chịu, chứ còn có chụp hình anh coi xong cái mình gửi xe nó qua cũng được mà. Trong chung là trong nội đô thành phố thì nó dễ lắm. Nhanh lắm. Không chụp anh đắp hình không? Đằng sau luôn á. Có mấy tranh vẽ nhà luôn hả? Dạ. Này không phải nhà chính của mình, mình chơi đam mê chơi viết ra vậy. Đập thì đập được cái nhiều đó, đập nhiều đó người đó. Đây phải bưng thêm cái chậu này lên đó anh ơi. Chụp ngang hả? Chụp ngang, chụp ngang. Chờ nó che mặt. Thấy ở dưới không? Thấy tới đây thấy cái chuột không? Thấy. Rồi ok. Có bị chá mặt không? Quan trọng là chụp hình có tâm chút xíu chứ đừng chụp được cái cặp cái xong. Căng vậy? Chụp phải nói chứ chụp. Đếm lên hả Hồng đó, trời ơi con nhỏ này. Chụp phải nói tao biết chứ. Quay ta còn khâu diễn. Anh có Facebook không? Facebook là gì? Facebook anh là dừa dừa. Facebook đó là cái trang. Facebook cá nhân là cái đọc. Cái tới liền. Rồi. Thôi để em add fan em cho. Anh Hiếu yên tâm đi. Rồi ok. Anh cảm ơn Hiếu nha. Rồi vậy ha. Cảm ơn anh nha. Rồi, thật sự là kỹ luôn. Thôi có nè, em có kết bạn mình trên cái trang hay đó. À đúng rồi, có đó mình vô kết bạn với anh thôi. Trời ơi, gì không biết. Kết bạn để gửi hình cho anh thôi.